Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Phạm Hoàng Thạch, anh em Phạm Đức Thiện, anh em Nguyễn Khánh Duy, anh em Phạm Hưng, anh em Nguyễn Đức Anh, anh em Nguyễn Hà Văn, anh em Nguyễn Phạm Hoàng Giang và cuối cùng là anh em Nguyễn Đức Khôi. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Ok, và hôm nay tôi sẽ chơi một trong những cái đội hình mà tôi phải nói đánh giá là mạnh đấy, nhưng mà không ai biết đấy, rất là mạnh nhưng mà không ai chơi, mà tôi cũng không hiểu là tại làm sao đấy, hoặc là có thể là tôi cầm thì nó mạnh nhưng mà người khác cầm thì nó không mạnh. Có phải là như thế không nhở? Hình như là như thế, chứ còn chả có cái lý do gì mà mạnh mà không ai chơi. Xem nào. Để cho con Eco này. Bài này cũng chưa có 2 sao. Chưa có 2 sao và đang cho một con Eco. Xem có lên Eco không nhỉ? Thực ra thì đầu game thì cũng chả cần phải Eco vội. Cứ từ từ đã, một vài round xem thế nào. Ok. Đầu game thì cũng có hai que cho con súng nó cầm. Tôi nghĩ là ổn. Nếu mà không đánh được chuỗi thắng thì sẵn sàng là Eco thôi. Cái vấn đề là phải nhận định tốt cái đội hình, xem là liệu rằng có thể là đánh được chuỗi thắng không. Đấy, tận dụng tốt cái tài nguyên được cho. Chúng ta nếu mà tận dụng tốt thì chúng ta có thể đánh chuỗi thắng và sẽ có tiền để mà form bài, sau đó thì chuyển bài luột. Đấy, từ từ để có thể là giữ được máu. Đó là cái mà khác biệt giữa những cái người mà chơi hay và những cái người mà không biết chơi. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn. Rồi, mặc dù có hai con Eco nhưng mà tôi lại thấy là bây giờ ra Berserker chơi rồi nên là tôi lại không có hai con Eco vào anh em nhá. Rồi up cấp luôn. Đó. Và đây là thậm chí là còn cho thêm một con súng nữa này. Mà cái con súng này tôi nghĩ là nó không có dấu hiệu ra Hunter nên là có lẽ là gì, là chúng ta chỉ cầm tạm một con thôi. Cầm tạm một con thôi anh em ạ. Sau đó tí nữa là tôi sẽ chuyển dần về là một là Warrior. Đấy, kết hợp với cả hai Hedgehog. Hai là gì, là Assassin kết hợp với Hedgehog. À quên, đầu game thì cũng giới thiệu nó chưa được rõ ràng cho lắm. Thì hôm nay là chơi lại cái bộ Hedgehog. Đấy, anh em nhá, chơi lại cái bộ Hedgehog. Rồi. Cái bộ Hedgehog này thì tôi cũng không hiểu sao không ai chơi, nhưng mà tôi chơi thì thấy nó rất là mạnh đấy nhá. Đấy, hoặc là có thể là vì là tôi đã luyện cái bộ này, nó đạt đến cái gọi là 10 điểm thông thạo rồi. Nó gọi là đến 18 tầng thông thạo. Còn có các anh em có thể là sau một vài clip anh em xem thì anh em vẫn chưa thể nào anh em thông thạo được như là tôi. Nên là anh em chơi anh em thấy nó vẫn chưa đủ mạnh. Đấy. Mà tôi thấy nó mạnh lắm. Còn như tôi đã chia sẻ với anh em là mạnh hay yếu nó tùy vào cái người chơi thì đương nhiên rồi. Cái tùy vào cái người cầm. Cái thứ hai là gì? Là cái nó gọi là cái giai đoạn ấy ở trong game. Đấy, cái giai đoạn. Giai đoạn nào thì nó mạnh, giai đoạn nào thì nó chưa mạnh, giai đoạn nào thì nó mạnh, sau đó giai đoạn nào thì nó qua cái độ mạnh của nó rồi. Đó. Mỗi đội hình có một cái điểm rơi khác nhau. Nó gọi là cái gì? Nó gọi là timing đấy. Và anh em hiểu rõ được cái line up mà mình đang chơi ấy, anh em hiểu rõ được cái sức mạnh của nó ở từng giai đoạn ấy, thì anh em chơi anh em sẽ thấy là nó mạnh. Đấy, anh em chơi nó mới luột được. Chứ còn nếu mà anh em chưa hiểu rõ thì anh em cái lúc mà anh em tưởng là chừng như là nó đã mạnh ấy, thì thực ra nó lại đến cái giai đoạn mà có thể là nó đã qua cái giai đoạn mà nó mạnh rồi, đến cái sang cái giai đoạn mà nó yếu rồi. Đấy. Hoặc là anh em chuyển sang cái bộ mà anh em tưởng là nó mạnh, nhưng mà thực ra là anh em chuyển hơi sớm, nó vẫn chưa đến cái giai đoạn mà nó cái bộ đấy nó phát huy được cái sức mạnh của nó. Đó. Thì cái bộ này tôi cũng xin chia sẻ với anh em là bộ này là cái bộ đánh lết. Bộ đánh gọi là đánh siêu lết game đấy. Thế nên là nếu mà nói là về đánh lết game thì nó không sợ, không ngán bất cứ một bộ nào cả. Đấy, còn đánh về giữa game thì nó sẽ còn ngán rất nhiều bộ nha anh em nhá. Nên là làm thế nào để mà tận dụng được tài nguyên đánh đến lết game thì đó là cái khéo của anh em.
Đấy, như bây giờ tôi đang có ở đây là thậm chí là ra là cả Glitter nhá. Đấy, nhưng mà tôi lại thấy là ba Warrior kết hợp với cả hai Glacier, hai Beat, rồi hai Havoc thì nó mạnh hơn. Như này là tôi có thêm con súng nữa là nó sẽ rỉa những cái con thấp máu. Đó. Làm nào mà chúng ta đầu game chúng ta đánh được cái chuỗi thắng thôi. Bằng bất cứ giá nào. Một khi mà đã đánh được chuỗi thắng rồi ấy, là chúng ta bất cứ giá nào chúng ta cũng phải cố gắng để giữ được cái chuỗi. Đấy, bằng bất cứ cách nào nhá. Mua bất cứ cái con nào mà có thể có đem lại cái giá trị sức mạnh đội hình thì cho vào. Chứ còn đầu game thì không thể form được sẵn cái đội hình đấy đâu anh em ạ. Nó khó lắm. Đầu game không bao giờ có thể form được một cái đội hình ở late game cả. Đấy, chúng ta phải có cái quá trình chúng ta chuyển dần dần. Ok. Rồi, có chuỗi này. Doom này. Đấy. Dấu hiệu là nó sẽ là Warrior nha anh em nhá. Dấu hiệu nó sẽ là Warrior. Rồi, hai Berserker. Hai Berserker luôn. Như này nó lại mạnh hơn là hai Glacier. Đó, cho hai Berserker vào. Và cái một cái hay nữa đấy chính là cái đồ ấy. Đồ cho con nào cầm nó cũng là một cái nó cũng là một cái mà tinh tế đấy của từng người đấy anh em ạ. Anh em thấy là đồ ở đây tôi không dồn hết vào đồ cho con Berserker nhá. Và tôi chia đồ ra, chia đồ cho cả Doom nữa. Đấy, mỗi con cầm một ít. Nó cũng có một cái sự tinh tế nhất định. Rồi. Trận này tôi thấy là có khá là nhiều người là kẹp cái con gấu vào. Và chúng ta có thể đoán được ngay là họ muốn là câu cái con gấu Saman để chơi 6 Saman trong trận đấu này. Đấy, trận này có con mèo Saman. Đó. Chính vì thế nên là ở trong những cái trận đấu mà có Saman ấy thì cái clip trước chơi Half Orc thì tôi cũng chia sẻ anh em rất rõ rồi. Cái cách chơi mà chọn đội hình. Chọn đội hình đấy. Chơi thông thạo với bộ Havoc thì nó sẽ có 3 đội hình. 3 đội hình là Warrior này, Beast này, Beast kết hợp với 4 Havoc, 6 Warrior kết hợp với cả 4 Havoc và 6 Assassin kết hợp với 4 Havoc. Thì không phải là cứ cắm đầu cắm cổ vào. Bây giờ ví dụ tôi ra Warrior ấy, nhưng mà không phải cắm đầu cắm cổ vào chơi Warrior anh em nhá. Đấy, nó phải phụ thuộc vào là đối thủ chơi cái gì thì chúng ta chuyển sang cái bộ mà nó phù hợp với cả cái map nha anh em nhá. Cái vấn đề đọc map nó rất quan trọng. Nó cũng là một trong những cái khả năng để có thể dẫn đến cái việc là đánh chuỗi thắng. Đấy, cái việc đọc map rất quan trọng. Đầu game thì Warrior rất mạnh. Ok. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang là gì? Chơi Assassin. Còn lý do tại làm sao mà lại chơi Assassin thì bởi vì trận này có Saman đấy anh em ạ. Trận này có Saman nên là chúng ta sẽ không chơi Warrior anh em nhá. Đấy, còn để mà chi tiết hơn về cái cách chọn đội hình, khi nào thì chọn Beat Havoc, khi nào thì chọn Warrior Havoc và khi nào thì chọn Assassin Havoc thì mời anh em xem lại cái clip lâng cao về bộ Havoc nha anh em nhá. Tôi sẽ không nhắc lại nữa bởi nó rất mất thời gian, nó quá dài. Đó, và trận này thì chúng ta rất nhiều Saman. Không có cái gì. Không có cơn ai. Đó, không có cơn ai, có khá nhiều Saman. Nên là tôi quyết định là chúng ta late game chúng ta sẽ chuyển sang Assassin chúng ta chơi. Ok anh em nhá. Đấy, còn lý do những cái bộ khác chọn như nào thì anh em có thể tìm lại cái video clip mà hướng dẫn nâng cao cái bộ Havoc. Anh em sẽ rõ cái lý do tại làm sao mà tôi lại chọn như thế. Đấy, và còn những cái trận khác nữa để anh em nắm rõ được, anh em chọn cho nó phù hợp với cả đội hình. Cái quan trọng là anh em đọc map, anh em xem những cái đối thủ còn lại xem là họ chơi cái gì. Đó, đưa ra cái vụ đội hình phù hợp. Còn hiện tại tại sao tôi lại đánh cái bộ Warrior, hiện tại tôi vẫn mua con Warrior mặc dù tôi đã có Assassin, tại sao tôi không cho vào? Đơn giản thôi, bởi vì bây giờ đang tận dụng tài nguyên nha anh em nhá, đang tận dụng những cái con mạnh. Ok, rồi. Dần dần sẽ có những cái con Assassin, tuy nhiên là cái bộ Assassin ấy ít ra thì phải có con ốc ấy, ở lên được 2 sao. Rồi.
pick những cái con assassin vào. Cái bộ assassin bây giờ nó những cái con assassin ở ngoài nó cũng khá nhiều. Chúng ta phải pick thêm ở trong cái kho tướng mở rộng anh em nhá. Rồi, và bây giờ tôi đang vẫn đang là bộ warrior thôi. Kết hợp với hai beat và half orc. Hai half orc thôi. Ok. Thằng này to ấy, không biết có mất chuỗi không. Thằng này to. Xả hết tiền rồi. Nhưng mà bạn ơi, trời ơi anh em ơi, xếp hay. Xếp đội hình quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Gặp đối thủ to nhưng mà vẫn ăn được quả vừa rồi. Rồi, bây giờ bọ cạp lên được 2 sao đúng không? Bọ cạp lên được 2 sao. Chúng ta có thể thay con bọ cạp được vào. Tạm thời như này đi. Vẫn sẽ có 2 bit. Đấy, thêm một cái khống chế của bọ cạp. Trận này chủ yếu là người ta sẽ câu gấu, chơi gấu Saman thôi anh em ạ. Tôi nhận thấy là có một cái người có vẻ như là khả năng là sẽ là Metalith kẹp Saman đây này. Metalith kẹp Saman. Ok. Chúng ta vẫn ăn được. Ảo chưa? Anh em thấy khỏe chưa? À, dù đội hình như quần què luôn, toàn một sao. Cái vấn đề là đấy, đánh giá được cái sức mạnh đội hình hiện tại của chúng ta nó là cỡ nào. Gặp những cái đối thủ cỡ nào, đánh vẫn khỏe luôn. Kết hợp nó là hay. Rồi. Giữ chuỗi tiếp đến round 15 luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Sau round 15 có thể chúng ta sẽ up lên 8 và kẹp thêm 3 assassin nữa. Sau đó chúng ta sẽ dồn đồ cho assassin chứ không dồn đồ cho Doom. Hiện tại bài của đối thủ rất to nhá. Không yếu tí nào luôn. Thế mà tôi vẫn giữ được chuỗi. Hay quá. Ui, gặp ngay cái thằng Eco. Tuyệt vời. Thôi thằng này không làm gì cả. À, round này nếu mà tham thì có thể lấy được 3 quyển sách đấy. Nhưng mà thôi cũng chả thể làm gì. Cắn được thêm có 1 đồng thôi mà. Nếu mà tôi không ăn sách của cái round này thì tôi mất 1 tiền thôi. Cũng chả ăn thua. Thôi. Kệ nó đi. Rồi sau cái round này chúng ta sẽ up 8 anh em nhá. Sau đó thì tùy vào cái món đồ xanh dương ấy mà tôi sẽ chọn cái con co phù hợp cho cái round sau. Đấy, cái thằng này rất to này. Trời ơi, ra được gấu Saman 2 sao luôn. Mà không phải chỉ có một thằng mà hai thằng ra được hai con gấu Saman 2 sao. Rõ ràng là rất to. Thôi chắc là vẫn phải dồn đồ cho Doom anh em ạ. Con Doom này nó sẽ khóa mõm với con gấu Saman đấy. Để gấu Saman và tung trưởng được thì nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho cái đội hình của tôi. Nó rất mỏng. Đội hình rất mỏng luôn. Chắc là Doom nó vẫn sẽ phải gánh thôi. Cố gắng là gánh đến round 20. Berserker 2 sao, ok. Rồi. Vẫn phải tận dụng thôi. Mặc dù không chơi mà vẫn phải tận dụng. Trận này kể cả lên được cái con Doom 2 sao nhá anh em nhá, thì tôi vẫn sẽ không chơi Warrior. Đó. Như tôi đã nói với anh em là cái vấn đề với đọc map ấy, nó rất là quan trọng. Kể cả lên được Doom. Nhưng mà late game là bị sấp mặt đấy anh em ạ. Late game là chắc chắn là bị Saman nó đấm nó sấp mặt. Anh em nên nhớ là những cái trận đấu ấy mà có Saman ấy là chúng ta sẽ phải chơi Assassin. Đấy. Cái bộ Warrior mặc dù là có thể kẹp cá được ở ngay tại level 9 và level 10 là 4 cá. Tuy nhiên cái bộ này nó cái lượng đam nó gây ra kết liễu đối thủ nó không nhiều. Nên là gặp Saman nó cù nhây rất là mệt mỏi nha anh em nhá. Saman 6 Saman là một cái gì đấy mà lúc càng nhây về sau ấy, nó biến ra càng nhiều 5 sao ấy, thì chúng ta càng chết. Nên là phải kết liễu nhanh. Mà kết liễu nhanh thì anh em hãy lựa chọn nó chính là cái bộ Assassin anh em nhá. Assassin nó là chân ái rồi. Đấy. Cái cách lựa chọn nó là như thế. Đó. Còn xin nhắc lại một lần nữa là có một cái hướng dẫn nó rất là chi tiết.
Đấy, anh em có thể tìm cái video clip đấy nhá, nó sẽ chi tiết hơn. Rồi, ở trong cái trận đấu này là chúng ta vẫn chưa thể chuyển được sang Assassin đâu. Hiện tại chúng ta vẫn phải đánh là bằng 3 Assassin, 3 Warrior. Đó. Khi nào một cái con ốc hoặc là con Shadow nó lên được 2 sao mới có thể chuyển được. Đấy, và như cái diễn biến trong trận đấu này tôi nghĩ là hiện tại ấy, vẫn phải giữ con Doom. Bởi vì là hai con gấu Shaman nó rất nguy hiểm. Đấy, họ vẫn đang chơi bằng co là gấu Shaman anh em nhá. Khi nào mà họ chuyển hẳn sang 4 Shaman thì chúng ta chuyển sang. Đấy, và rất có thể lúc đấy mất chuỗi thì tôi cũng có thể chuyển sang cũng được. Đó, mất chuỗi thì chuyển. Còn bây giờ đang có chuỗi thì tôi sẽ không chuyển đâu. Vẫn phải giữ con Doom để nó khóa móm hai con gấu. Rất là nguy hiểm luôn. Thậm chí là bây giờ là tôi nhận thấy là ở trận đấu này có tới 4 người chơi Shaman anh em ạ. Ủa, quá căng luôn. 4 người chơi Shaman. Trong đó là có 3 người ra là gấu Shaman rồi. Chuyện này khả năng là đại chiến một mình tôi là coi như là gọi là gì? Một mình chống mafia đấy. Một mình coi như là chiến với cả 4 nhà Shaman luôn. Mấy cái thằng Shaman có chuỗi rồi kìa. Thôi, ra sau phải roll rồi anh em ạ. Đội hình này chưa đủ sức mạnh để đánh được đâu. Shadow 2 sao là chuyện nha anh em nhá. Roll tiếp đi. Mà 6 Assassin luôn thì càng tốt. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ nào, xem nào. Hai con cáo kìa. Cho cáo vào thay con này đi. Vẫn phải kẹp cá, vẫn phải kẹp cá, không thay ốc được. Không thay ốc được. Ôi, gặp rồi này, gấu. Ui, sao đun vào cái con ở dưới. Chết rồi, thả con gấu ra này, mất chuỗi không? Được không, được không, đun chết rồi, đun chết rồi, đun chết rồi. Berserker vẫn sống, Berserker vẫn sống. Hay quá. Được, 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 được. Kẹp được thôi, thêm con cáo vào, có thêm bộ bít anh em ạ. À. Ăn rồi. Cái quả vừa rồi con đun vào, đun vào cái cái gì nhỉ? Spirit con Water Spirit đấy anh em. May thế chứ lị. Chúng ta vẫn ăn được bởi vì là chúng ta kẹp cá có kháng phép. Thôi rồi. Lên 9 cho con 2 sao vào anh em ạ. 2 sao thì không nên để ở ngoài. Cố gắng làm nào giữ cái chuỗi này. Chúng ta có thể sẽ giữ sau round 19 đấy anh em ạ. Rồi, 4 Shaman rồi đây này. Thằng này 4 Shaman rồi. À chưa. Sao không Doom bao giờ Doom trúng vào cái con gấu Shaman ấy nhở? Mà vẫn ăn được anh em ạ. Hay quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Cáo 2 sao. Rồi, chúng ta có co trong bộ xin rồi đấy. 6 Assassin, thôi được rồi. Tạm thời thì 6 Assassin 2 Havoc thôi. 2 Havoc thôi. Đợi con Assassin 4 tiền ở trong bộ Havoc nữa là chúng ta sẽ có 4 Havoc. Đánh ở level 9 là đủ. Đấy. Bây giờ nó là đúng cái điểm rơi này. Bắt đầu từ cái round 20 là bắt đầu sức mạnh đội hình nó cực kỳ mạnh ở trong những cái round này. Bùa tâm linh à? Thôi chắc là rèn rồi. Mấy cái món này không cần đâu. Chuyện này không có trộm chó anh em nhá. Trong mấy cái video trước rất nhiều anh em thắc mắc là bộ trộm chó là gì. Thì tôi cũng xin chia sẻ với anh em là nó chính là cái bộ mục sư ấy. Kết hợp với 4 con mục sư thì nó thành cái bộ trộm chó điều khiển rối ấy. Ngày trước thì tôi hay gọi vui nó chính là cái bộ Sasori đấy anh em. Các anh em là mà bỏ bẵng đi một thời gian không xem kênh tôi thì chắc là anh em còn nhớ cái bộ Sasori. Nó chính là cái bộ đấy. Ok. Rồi.
rất nhiều nhà chơi Mage Shaman nhá. Trận này nói chung là tính toán nó là gọi là đỉnh cao luôn anh em ạ. Thực ra nó là kinh nghiệm chiến trường thôi. Đấy, và cái kinh nghiệm đấy tôi đã đúc rút lại, tôi chia sẻ cho anh em rất là kỹ để anh em có thể có cái tài liệu tham khảo đấy. Ở trên kênh của tôi có một cái tài liệu tham khảo, anh em chỉ việc là làm theo những cái lý thuyết đấy thôi. Đó là những cái lý thuyết mà phải mất rất nhiều những cái máu và nước mắt của tôi đấy, đã phải luyện cái bộ này rất nhiều rồi, rất là mất thời gian để vọc vào cái bộ này. Chưa có biết chơi đâu đấy, anh em nói tôi mới bắt đầu, tôi tìm hiểu về cái bộ này và tôi có nhiều luyện nó lên đến tầng thứ 10. Tất cả những cái gì hay nhất và tinh túy nhất thì tôi đã chia sẻ hết cho anh em rồi đấy. Đấy, cái hay nhất nó chính là gì? Lựa chọn cái đội hình phù hợp. Đó chính là cái bài lưng cao ở trong cái việc là chơi Hawk. Lựa chọn thế nào phù hợp nhất trong một cái trận đấu. Anh em cần phải là đọc map, tìm ra cái vị trí để lựa chọn nha anh em nhá. Tức là anh em tìm ra xem là đối thủ, tất cả các cái đối thủ của anh em đang chơi những cái bộ gì. Thì anh em lựa chọn một cái đội hình phù hợp nhất. Đó. Những cái trận đấu như này mà có cửa Nai chắc chắn là tôi sẽ không có chọn Assassin đâu. Đấy, nhưng mà trận này không có ai chơi Nai nên là tôi đã chọn Assassin, nó là rất hợp lý luôn. Rồi. Mấy cái đồ này từ từ đã. Tí nữa rèn sao. Bây giờ kiếm mấy con 4 đô anh em ạ. Chưa thấy con Assassin 4 đô nhỉ. Tôi ra cả mèo Saman rồi này. Không chơi. Trận này thì lên 10 thì kẹp 4 cá thôi anh em. Đánh với cả Saman. Đánh với Mage Saman kẹp 4 cá thôi. Đấy, bắt đầu rồi. Bắt đầu là phải chơi với Saman rồi đây. Bắt đầu đã có những cái nhà 4 Saman rồi nhá anh em nhá. Rồi, không sao. Không sao. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chúng ta sẽ dừng lại Ron ở level 9 thôi. Đến bao giờ mà chúng ta có co 3 sao. Cái con cáo cũng được. Nhưng mà tôi muốn cái con co là cái con Shadow ấy. Rồi, Unicorn lên được 3 sao này. Tạm thời như thế đã. Xem nào. Đấy, anh em thấy không? Nhiều Saman chưa? Đấy, tôi có thằng đi rồi, có thằng Saman đi rồi. Có một thằng đi rồi. Đấy, toàn biết Saman thôi anh em ạ. À. Tính hết rồi, tính hết rồi. Trận này nói chung là đầu game tôi bật cái bảng lên, tôi biết ngay bọn nó chơi Saman. Gặp tôi chết hết anh em ạ. À. Ôi anh em nhìn này, đi nhà nào chết nhà đấy luôn. Saman còn chưa kịp hòa luôn ấy. Đấy là tôi còn chưa đủ bộ đấy nhá, tôi còn chưa đủ bộ đâu. Trận này nói chung là chúng ta coi như là lắm đằng chuôi rồi. Bây giờ để đổi cái đồ cam nhá anh em nhá. Tôi sẽ đổi đấy cái đồ cam đầu tiên. Ok. Rồi, giáp. Lấy cái giáp thép. Gặp cái bọn Saman thì vẫn phải lấy giáp anh em ạ. Những cái thằng Saman nó không hẳn nó là bắn trưởng đâu. Những cái con tướng Saman nó khi mà nó hóa nó sẽ biến thành những cái con lâm đô. Nó là những cái con mà đánh tay đam nó cũng rất là to, nên là chúng ta lấy giáp cũng rất là ok. Thậm chí là lấy cả Radian cũng được, lấy cái vương miệng cũng được. Vớ vẩn chơi này 100% máu nhỉ. Chơi này kiểu bây giờ là chơi đội hình counter đối thủ ấy, nên là cái việc mà 100% máu nó cũng rất là dễ nhá. Đây rồi, đủ bộ rồi anh em ơi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thế này xong rồi gì nữa. Đủ bộ rồi. Shadow bây giờ chỉ cần con Shadow rồi lên 3 sao nữa thôi là xong. Trứng này. Hai con nữa. Hai con Shadow nữa thôi anh em ạ. Rồi. Thôi không phải vội Kira đi. Tạm thời thì cái dồn Kira này nó chưa có tác dụng gì cả anh em nhá. Chúng ta phải lên 10 chúng ta kẹp thêm Kira mới có tác dụng cơ. Hoặc là phải lấy thêm cái dấu ấn Kira nữa. Đấy. Thế nên là
tôi nghĩ là chúng ta sẽ để cho con khác cầm. Đấy, còn cái con cáo thì cứ từ từ. Cáo cứ từ từ đã. Chưa? Chưa rèn nào. Tí nữa khi mà có hai Kira, tôi cho cáo cầm sau. Đấy, ui, mèo 2 sao luôn. Đủ đủ 6 Saman đấy nhá. Thằng Trung Quốc đủ 6 Saman, mèo 2 sao. Thảo nào mà đang bàn chuyện thắng anh em ạ. Anh em nhìn này, anh em nhìn tôi, anh em nhìn tôi, anh em nhìn tôi. Thế nào, thế nào. Bị dín chết thôi, anh em nhìn những cái cú trượt băng nghệ thuật không. Đừng ghi mình chết anh em ạ. Mẹ không nhấc được tay luôn. Saman với chúng tôi. À, Saman nghe nói mạnh à. Mạnh, mạnh, đúng, đúng mạnh thật. Như là anh em thấy một vài cái video ở trên kênh của tôi chơi bộ Saman thực sự rất mạnh đúng không? Đúng thật. Nhưng mà tôi nói rồi, mạnh hay không đó là do người chơi. Người chơi quyết định. Ok, thôi rồi. Khô máu quả này luôn không nhỉ? 22 giây, thôi khô máu luôn. Kiếm con Shadow. Kiếm con Shadow 3 luôn anh em nhá. Có quả trứng đây rồi. Round này không kịp anh em ạ. Rồi. Không có cái gì phải khô máu à. Tầm này giữ tiền một chút cũng không chết ai. Sa ma này, sa ma này, sa ma này. Úi dồi ôi anh em ơi, lướt rồi mẹ không kịp nhấc tay luôn anh em ạ. Đi rồi. Trời ơi, đẩy mà đẩy 28 máu chứ có ít gì đâu, có ít ỏi gì đâu. Đẩy mỗi round 28 máu. Rồi, run load anh em nhá, run load cái con Shadow 3 sao. Ui, đây rồi. Xong rồi anh em ạ, 100% máu hết game chắc chắn anh em luôn. Cái tầm này ấy, nó rơi vào tầm nó gọi là thông thạo 10 rồi. Không có trượt đi đâu được hết cái top 1. Top 1 thì là đương nhiên rồi, nhưng mà 100% máu đấy anh em ạ. Dã man. M.O.M. luôn cho Shadow. Quá tuyệt vời. Rồi, xong rồi. 20 chuỗi thắng liên tiếp 100% máu. Đúng là thông thạo 10 luôn anh em ạ. 18 tầng thông thạo. Không trượt thì đâu được hết. Cái tầm này bây giờ còn hai thằng Saman thì đỡ kiểu gì. Bây giờ chỉ có cửa like mới sợ thôi. Chứ còn bây giờ đây thằng này 6 Saman này anh em này. 6 Saman nhá anh em nhá. Có hai mèo rồi, có hai mèo rồi. Rồi làm sao, rồi làm sao, rồi làm sao. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi. 6 Saman với chúng tôi. 6 Saman với chúng tôi. Lại lướt vào. Lướt ra rồi lại lướt vào. Trượt băng nghệ thuật. Dí đến chết. Đứng im đến chết. Ồ, sống được nữa không? 13 máu đi rồi. Xong anh em ạ. Dã man. Quá kinh khủng. Ô thế 29 round à? 29 round kết thúc à? Trời ơi anh em ơi. Lên 10 thì rõ ràng là 4 cá rồi còn gì nữa. 29 round kết thúc. Thậm chí còn nó còn không lên được là round thứ 30. Thôi lốt anh em nhá. Tôi sẽ đổi lấy lốt cái món đồ nó chính là cái găng tay Kira. Xong. Hai Kira. Đây, cáo cầm cho chia đồ cho hai con thôi. Đấy, cáo cầm cái kháng phép. Qua bà đạo anh em ạ. Tôi không hiểu sao không ai chơi. Chưa tôi chơi tôi thấy bá lắm. Có lẽ là nếu mà anh em chưa thấy bá thì tôi nghĩ anh em cần luyện thêm ấy. Anh em cần luyện thêm cái bộ này. Anh em phải xem cái video clip thứ hai của tôi ấy. Cái video clip lâng cao ấy, anh em mới biết được là tại sao mà anh em chơi nó lại chưa mạnh. Đấy là do anh em chọn hình sai thôi. Ok, anh em thấy thế nào? Quá kinh khủng đúng không anh em? Trời ơi, cái bộ 6 Saman, cái bộ meta vãi cứt luôn. Tôi thật với anh em, meta này không phải meta Hunter đâu. Meta Saman đấy anh em ạ. Thế nhưng mà đấy, anh em thấy không? Tôi đấm cho 4 cái nhà Saman như con luôn với cái bộ Half Orc. Còn Half Orc ở trong trận đấu này nó là cụ thể là Assassin Half Orc. Quá dã man anh em ạ. Thực sự siêu bí kỹ luôn. Luyện đến cái tầng cao rồi. Nên là bây giờ chơi cái bộ này phải nói là rất phê. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái.
vỡ lòng Havoc anh em nhá. Anh em chưa biết đến bộ Havoc thì anh em hãy xem clip bên trái và anh em hãy xem clip bên phải nếu anh em muốn tìm một cái video clip nâng cao cái bộ này anh em nhá. Tất cả mọi cái chi tiết liên quan đến việc chọn đội hình cũng như là cái điểm rơi ở trong cái đội hình thì mời anh em xem cái clip bên phải. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!